Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Khuy ra ổ gián điệp của Cục Tình báo Hoa Nam do Ngô Xuân Lịch cầm đầu. Kính thưa quý khán thính giả, chỉ khi Ngô Xuân Lịch mất hết quyền lực thì mới có người dám khui ra những gì mà ông tướng 4 sao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đã nhúng tay vào. May mà ông ta về hưu, chỉ nếu ông ta tiếp tục nắm quyền lực thì phía quân đội Việt Nam sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng từ vụ án gián điệp này liên quan đến vụ việc truy bắt Ngô Xuân Lịch, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào giai đoạn 2016-2021. Khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tin cho hay rằng ông Ngô Xuân Lịch đã hợp tác và làm việc cho tình báo Hoa Nam suốt khoảng thời gian ông nắm giữ vai trò quan trọng đứng đầu quân đội Việt Nam. Một số các chỉ dấu cho thấy rằng Ngô Xuân Lịch là một trong những người làm việc cho tình báo Hoa Nam vào hồi năm 2017. Thiếu tướng Trương Giang Long, cựu giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, đã bất ngờ bị cách chức ngay sau khi tiết lộ cho truyền thông rằng đang có hàng trăm gián điệp Hoa Nam cài cắm trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam. Trong đó, những lực lượng vũ trang cũng bị nhúng chàm. Biết rằng tướng Trương Giang Long đang tiến hành điều tra hệ thống cài cắm do tình báo Hoa Nam thực hiện, cho nên Ngô Xuân Lịch đã vội vã yêu cầu Bộ Chính trị cần phải cách chức Trương Giang Long. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy người hiền lành cương trực đang bị đàn áp và những gã quỷ quyệt thường tiếp tay cho giặc thì có nhiều quyền lực vô biên để tác động thao túng chính trường tại Việt Nam triệt phá hiện tại. Tuy nhiên ông trời luôn có mắt và hiện nay tổng cục 2, tổng cục tình báo quân đội nhân dân Việt Nam đã phát hiện ra rất nhiều những thông tin có liên quan đến ông Ngô Xuân Lịch cài cắm làm tình báo cho Hoa Nam. Cho nên ông Ngô Xuân Lịch đang phải trả giá đắt cho những hành động của mình là việc bị truy lùng theo như các thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc truy bắt Ngô Xuân Lịch, thì Ngô Xuân Lịch lên đường sang Trung Quốc chạy trốn khỏi mật vụ Việt Nam, đã được đại sứ Thôi Khải báo tin và giúp sức nhiệt tình cho cuộc chạy trốn vào ngày 31 tháng 5 vừa qua. Một số nguồn tin còn cho rằng chính Thôi Khải đã vạch sẵn kế hoạch cho Ngô Xuân Lịch và mua vé máy bay ở Singapore bay sang Trung Quốc, trong lúc Ngô Xuân Lịch báo cáo với Trung ương Đảng rằng đi chữa bệnh đột xuất. Thôi Khải từ lâu được cho là một trong những con dấu hâu chính trị do đất nước Trung Quốc cài cắm ngay giữa lòng Hà Nội, do ông Hùng Ba bị trục xuất cách đây 2 tháng. Chính Thôi Khải là kẻ thực hiện hàng loạt chính sách và lên kế hoạch cho những chiến lược xâm lược Việt Nam. Trong đó, việc cài cắm hệ thống tình báo là một trong những yêu cầu hàng đầu, nếu như muốn xâm lược Việt Nam một cách không bị xung đột nhiều hoặc là không tiếng súng. Với một người có chức vụ và quyền hạn như Ngô Xuân Lịch là ứng cử viên quan trọng hàng đầu cho việc thanh trừng hoặc là mua chuộc. Cho nên, việc mua chuộc là ưu tiên hàng đầu mà đại sứ Thôi Khải nhắc đến nhằm thâu tóm Ngô Xuân Lịch làm việc cho Trung Nam Hải. Cái kết đã thành công, Ngô Xuân Lịch đã cung cấp hàng loạt các thông tin bí mật trong suốt quãng thời gian làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phía Trung Quốc. Nghiên cứu đánh giá và hóa giải thông tin cho biết hiện nay, dưới sức ép của Phan Văn Giang đối với quân đội Trung ương, ông Trương Giang Long đã chính thức xuất hiện và có nhiều đóng góp cho công cuộc điều tra gián điệp Trung Quốc đang cài cắm vào hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam. Tin cho biết thêm rằng tướng Trương Giang Long vào ngày hôm nay đã nộp danh sách gián điệp cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phan Văn Giang. Trong bản danh sách gián điệp do ông Trương Văn Long cung cấp đã lộ thêm 10 tướng tá là người đã thực hiện trực tiếp hành động bán nước cho tàu cộng khi cung cấp các thông tin, thậm chí là ra những chính sách có lợi cho Trung Quốc khi còn giữ cương vị cao cấp trong quân đội Việt Nam. Những thông tin này lập tức làm động trời quân ủy Trung ương, đã phải gửi và họp gấp về trường hợp của ông Ngô Xuân Lịch. Điều đó khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Tại sao một trong những quan chức cấp cao hàng đầu của Việt Nam lại làm việc cho Trung Quốc? Liệu rằng có vấn đề uẩn khúc nào phía sau lưng hay không? Có sự bất mãn về chính trị hay có những đòi hỏi quyền lợi không được thực hiện để đẩy Ngô Xuân Lịch về phía Trung Quốc hay không? Đây là một số hỏi lớn. Nhưng cho dù là lý do gì thì việc Ngô Xuân Lịch bán nước cho Tàu cộng là một điều không thể nào chấp nhận được. Và 10 tướng tá quân đội nêu trên cần phải bị đưa ra xử lý trước pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin vào các bản tin trước, điệp viên có biệt hiệu K84 của Việt Nam chỉ huy kế hoạch bắt Ngô Xuân Lịch từ Trung Quốc về nước, quy án, đã bị quân đội Trung Quốc bắt giữ. Một nguồn tin từ Trung Nam Hải báo về cho biết, chính tay tình báo phản bội Ngô Xuân Lịch đã ra tay tra tấn dã man điệp viên K84. Có thể nói rằng Ngô Xuân Lịch đã biến thành quỷ dữ. Hắn đã tuyên bố tự tay hắn sẽ tra tấn hoài Việt, hay còn gọi là điệp viên K84 cho đến chết. Nếu không khai ra hết kế hoạch của ông ta và đồng đội, nguồn tin này cũng cho biết rằng, ngoài việc đã thách thức Ngô Xuân Lịch, nếu có gan thì cứ giết anh ta đi, đừng có mơ bao giờ anh ta phản bội lại đồng đội. Điều đau khổ lớn nhất của Hoài Việt chính là bọn chúng đã bắt giữ cha mẹ và em gái của anh ta. Hiện tại cha mẹ và em gái của anh đang bị chúng giam giữ ở nhà tù Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây và cũng là nơi anh đã chào đời tại đó. Ngày hôm qua, chúng cho anh nhìn qua màn hình cha mẹ và em gái của anh đang bị chúng tra tấn thừa sống thiếu chết. Anh đã cắn lưỡi tự sát nhưng bọn chúng đã lấy một chiếc thiệt sắt chắn ngang qua mồm của anh, khiến anh tự sát bất thành. Vào bản tin trước, chúng tôi đã đưa tin điệp viên K84 hay tên chính thức còn gọi là Hoài Việt hay là Hứa Việt. Anh được sinh ra tại thành phố Nam Ninh, cách biên giới Việt Nam 230 km. Khi đó, cha anh là Hứa Bình mới thoát khỏi đời quân ngũ. Còn mẹ anh là Hà Giang, một người phụ nữ dân tộc Nùng quê ở Vị Xuyên, Hà Giang. Trong trận đánh vào cuối năm 1982 tại xã Thanh Thủy, mẹ anh đã cứu sống cho anh khi bị thương nặng. Cha anh là Hứa Bình khi đó đã đưa mẹ anh từ Việt Nam sang Trung Quốc. Anh đã giấu giếm tất cả mọi người vì vào thời điểm đó, chiến tranh vẫn diễn ra quyết liệt giữa hai nhà nước Việt Trung. Sau khi đưa mẹ anh về nhà, cha anh quay trở lại đơn vị sư đoàn bộ binh 156 để báo cáo sự có mặt. Tại đây, những sĩ quan của đơn vị này bắt nhốt cha anh lại để tra tấn lấy lời khai. Cha anh khai rằng trong trận đánh hôm đó, ông bị thương, bỏ được vào một hang núi đá. Sau khi tỉnh lại, phải cần một tháng sau, vết thương mới lành. Trong một tháng đó, ông hoàn toàn sống bằng trái cây rừng và uống nước suối. Ông cởi áo cho các viên sĩ quan này xem vết thương bị bắn xuyên qua sườn phía sau lưng, miệng há to như cái tô. Khi khỏi vết thương, ông mới quay trở về Trung Quốc và tìm được về đơn vị lời khai của cha Hoài Việt khá là lưu loát. Ông ấy giấu giếm chuyện mẹ anh cứu anh và đưa vào hang động, chữa trị cho ông. Nhưng sĩ quan Trung Quốc hỏi rất nhiều vì sợ ông bị bộ đội Việt Nam bắt và bây giờ quay lại làm gián điệp. Sau đó một thời gian ông được xuất ngũ vì sức khỏe yếu. Trong khi đó mẹ của Hoài Việt được bà nội đưa về nhà bên ngoại. Lúc ấy bà mang thai và sau đó sang tháng thứ Bảy năm 1984 thì sinh ra anh. Khi Hoài Việt lên 6 tuổi, ông bà nội đều lần lượt qua đời. Đó cũng là lúc cửa khẩu của hai nước Việt Trung thông thương. Mẹ anh lúc này mới nói chuyện cùng cha anh là ông Hứa Bình nên quay trở lại Việt Nam xin lỗi cha mẹ và nhận bố mẹ vợ. Khi ấy em gái của anh là Hứa Nam cũng lên 3 tuổi. Cả gia đình và anh quay trở lại Việt Nam vào đầu năm 1990 tìm đến quê hương của mẹ anh. Cũng kể từ ngày đó, gần như năm nào mẹ anh cũng đưa hai con trở về Việt Nam thăm quê ngoại ít nhất là 3-4 lần. Có tháng về đến cả hai lần, bởi đoạn đường từ Nam Ninh về Hà Giang chỉ có 300 km. Năm 2014, Hoài Việt trở về quê và gặp được một số sĩ quan quân báo đóng quân tại xã Giang Nam quê của mẹ anh. Từ đó, ngoài việc tham gia lớp huấn luyện tình báo do Cục Quân Báo 2 đào tạo tại quân khu 1. Năm 2019, anh ra trường và trở lại Trung Quốc với gia đình. Cuối năm 2019, anh đi Bắc Kinh nhận nhiệm vụ mới trong vỏ bọc một kỹ sư xây dựng trong câu chuyện Hoài Việt trở về Việt Nam học trường quân báo 5 năm, cha anh là ông Hứa Bình biết chuyện nhưng không dám can ngăn. Ông là người Trung Quốc đã tham gia quân đội và từng tham gia chiến đấu nhiều trận ở tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Ông biết rằng chính quyền Trung Quốc sau khi đưa quân đánh chiếm nhiều vùng đất của người Việt Nam, nhưng ông không thể nào phản bội người Trung Quốc. Vào năm 2014, trước khi con ông quyết định đi học lớp quân báo do Cục Tình báo Việt Nam đào tạo, ông đã sang tận Việt Nam, sang quê vợ gặp một vài sĩ quan Cục Tình báo Việt Nam họ đã nói với ông Hứa Bình chỉ tham gia vào những công việc thu thập tin tức chứ không tham gia đánh trận. Đối với ông không có gì để nói, ông tôn trọng quyết định của Hoài Việt bởi nó có đủ suy nghĩ để biết việc nên làm và việc không nên làm. Vợ ông là bà Hà Giang thì khuyến khích con cái trong cách lựa chọn của nó, bởi vậy Hoài Việt cũng không phải suy nghĩ quá nhiều khi nghĩ rằng anh là người Trung Quốc mà lại phản bội lại người Trung Quốc. Kính thưa quý khán thính giả khi nguồn tin tình báo của Tổng cục 2 báo về cho biết cả gia đình nhà điệp viên K-84 tức là Hoài Việt bị chính quyền Trung Quốc bắt giam. Quân ủy Trung ương Việt Nam đã quyết định cứu gia đình nhà Hoài Việt để động viên tinh thần cho anh. Qua đó cũng bàn luận việc cứu lấy điệp viên K-84 trong cuộc họp quân ủy Trung ương trước đó. Nhiều quan chức trong Bộ Chính trị cho rằng không có cách nào để cứu điệp viên K-84 nếu tình báo của ta liều lĩnh thì chỉ có tổn hại thêm người mà thôi. Nếu Bắc Kinh là thủ phủ của Nam Ninh hoặc là một khu vực nào đó gần biển thì còn có nhiều cách để cứu, nhưng với lực lượng ít ỏi mà lao vào trung nam hải để cứu người thì khác nào tự đâm đầu mình vào chỗ chết. Về điều này thì ai cũng nhìn thấy rõ, điều quan trọng là bây giờ phải tìm ra phương cách kéo dài thời gian để giữ lấy tính mạng của Hoài Việt. Trước mắt là phải cứu cha mẹ và em gái của Hoài Việt và báo tin cho anh biết để anh không có ý định tự sát một vài ý kiến cho rằng hãy bắt người thân của Ngô Xuân Lịch để trao đổi người. tuy nhiên ý kiến này đã bị mọi người phản đối mạnh mẽ. làm như vậy có nghĩa là vô nhân đạo. pháp luật Việt Nam ai làm lấy chịu. người thân của ông Ngô Xuân Lịch đâu có tội tình gì mà phải bắt họ. hơn nữa Ngô Xuân Lịch cũng chẳng có giá trị gì đối với chính quyền Trung Quốc nữa. họ đã coi Ngô Xuân Lịch như hàng thải và đáng bị vứt vào thùng rác. chẳng qua Trung Quốc vẫn giữ Ngô Xuân Lịch để rêu rao với thế giới rằng đất nước Trung Quốc là một đất nước đáng sống nhất trên thế giới bởi vậy mẫu ngô xuân lịch chọn trung quốc thay vì chọn một quốc gia tư bản khác để làm nơi nương tựa được biết mẹ và em gái của điệp viên k84 bị giam giữ tại đồn công an thành phố nam ninh tỉnh quảng tây cách biên giới việt nam 230 km trước đó phía công an trung quốc đã nói với điệp viên k84 rằng nếu anh ta không khai báo ra những cơ sở tình báo của việt nam nằm trên đất nước trung quốc thì chúng sẽ chuyển cha mẹ và em gái của anh đến nhà tù bắc bảo đây là nhà tù dành cho người nước ngoài và chiếm tới 90% tội phạm là người Việt Nam.